Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em mà quay trở lại với kênh của mình. Thì nếu mà anh em nào mà đang muốn mua lít Liên Quân ngon, bổ, rẻ thì đây chính là video dành cho anh em. Thì Liên Quân nó có một dạng gọi là arc rank anh em ạ. Thì còn có thể gọi là arc cái one champ. Thì đây anh em có thể thấy một nick này của mình là chưa có một cái gì luôn, trận không, tỷ lệ thắng không và uy tín 100%, tướng cũng chỉ có ít. Nhưng mà điều đặc biệt anh em biết gì đấy không? Đó chính là Viền Ngộ Không siêu Việt 2.0 này. Thì như anh em có thể thấy thì chắc chắn là nick này đã sở hữu Ngộ Không siêu Việt 2.0 rồi. Đó, như anh em có thể thấy Ngộ Không siêu Việt 2.0 là đã sở hữu nhá. Thì rồi, giờ mình sẽ giải thích cho anh em. Nick rank có nghĩa là một cái nick mới hoàn toàn và tài khoản này sẽ gần như là trắng thông tin và không liên kết bất cứ một cái gì, gọi là app mới toanh luôn, không liên kết bất cứ một cái gì. Và anh em có thể về, em có thể liên kết số điện thoại, đổi mật khẩu như bình thường và chưa liên kết với một bất cứ một cái gì. Thì những dạng app này nó rất là rẻ thôi, rất phù hợp cho những anh em nào cày one champ tướng. Đấy, thì mình có rất nhiều dạng arc như thế này và rất nhiều tướng khác đấy, kiểu như này đấy. Thì nếu mà anh em muốn mua thì anh em hãy nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc Facebook, mình sẽ để dưới phần bình luận. Thì những con arc này vô cùng rẻ thôi anh em ạ, mà lại có những trang phục rất chi là ngon luôn. Thì đấy, thì ví dụ như arc này là có Ngộ Không siêu Việt này đấy, thì mình có rất nhiều những arc khác cũng như thế, kiểu như Elsu sư giả tận thế SS, và giá của nó thì cũng cực kỳ rẻ luôn đấy, phù hợp với những anh em nào muốn chơi quan tram đấy. Thì nếu mà anh em nào muốn mua lít ngon bổ rẻ thì hãy nhớ EB cho mình, ok chưa? Rồi thì ok, chào tạm biệt tất cả anh em.